câu nữa kính bạch thầy một vài năm gần đây con rất hoan hỷ vì giới trẻ tới chùa ngày càng nhiều nhưng gần đây con thấy càng ngày màu áo nâu áo lam mộc mạc mất dần đi thay vào đó là những quần áo đi chùa được thiết kế loè loẹt vải thì mỏng như màu hồng, màu đỏ, màu xanh lá cây có khi màu vàng giống trang phục của quý thầy thậm chí có những bộ quần hở hang ôm sát người trông rất phản cảm con cũng hiểu đây là do các bạn trẻ có tâm đến chùa bản thân không có sự hiểu biết nên mới ăn vật như vậy vậy con kính xin thầy tử bi khai thị về vấn đề này và những người vì lợi nhuận cố tình tạo ra và bán những mẫu trang phục phật tử như thế có phải chịu nhân quả không chắc chắn có rồi Người mà nếu mà vì lợi nhuận mà tạo ra những bộ quần áo như thế thì chắc chắn là có rồi. Chắc chắn là sẽ bị nhân. Hôm nay họ vì lợi nhuận mà họ biết rằng á là một Phật tử, là một nhà thiết kế cho những Phật tử đi chùa, họ biết rằng á, những bộ quần áo là phải gì ạ? Phải kín đáo, phải trang nghiêm, không được hở hang cũng không được bó sát quá. Đặc biệt là gì? Thiết kế những bộ quần áo cho nữ giới cho nên họ biết cái điều đó mà họ gì họ vẫn cố tình thiết kế ra những cái bộ quần áo hở hang và bó sát cho những người nữ giới đi chùa đặc biệt là giới trẻ làm cho khơi dậy cái gì cái dục vọng của của những người khác giới ở trong nơi cửa phật đó. thì như vậy là không tốt và chắc chắn rằng á cái người mặc có thể họ vô tình họ mặc họ không biết gì họ mặc á thì họ thì không phải tội họ chỉ có lỗi thôi nhưng mà những người phật tử đi chùa biết rằng mặc những cái đồ hở hang những đồ bó sát đó là gì là không tốt biết rồi mà vẫn cứ mặc vì mình muốn đẹp á thì lại lại thành có tội à, biết mà mặc thì lại thành có tội không biết mà mặc thì chỉ có lỗi thôi thì cái tội đó thuộc về người ấy, các nhà thiết kế các nhà may mặc vì lợi nhuận kia còn mình biết mà gì? mà vẫn mặc thì cả hai đều có tội người nhà thiết kế may mặc cũng có tội cái người bán cũng có tội cô nhật nghiêm đâu rồi phụ trách cái cửa hàng À, quần áo à, từ thiện là đồ trang sức từ thiện của sinh viên để ý không nên lấy những cái bộ quần áo mà đấy như phật tử này hỏi là phật tử này nêu ra cái vấn đề này. không nên lấy những bộ quần áo hở hang những quần áo theo rồng theo phượng đẹp đẽ chạy theo mốt đó. không nên mình nên nói với các bạn ở trong câu lạc bộ ở đó chỉ nên lấy những bộ quần áo thuần túy của phật tử thôi phật tử đấy, đi chùa mặc lại còn là theo hoa này nọ dèm rúa ở cái áo này mặc cho gì ta gọi là áo phật tử đi chùa nó đủ trang nghiêm là được còn hoa khỏe diêm rúa ngang dọc trên dưới nữa nhìn không ra cái thể thống gì đấy là còn thích đẹp cho nên cái đồ ngoài cửa hàng trang phục ở cửa hàng à, của các bạn sinh viên tình nguyện bán để làm 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 từ thiện đó thì vị nào phụ trách ở đó cô nhật nghiêm phụ trách ở nên bảo các bạn nên tuyển và lấy, lấy những cái bộ quần áo trang nghiêm kín đáo theo đúng cái truyền thống của phật giáo chúng ta để để phục vụ các phật tử chúng ta không chạy theo lợi nhuận vì chúng ta dành cho các bạn làm cái đó để làm từ thiện cơ mà chúng ta có có, có vì cái đồng tiền đó để xây chùa xây tiền hay để tiêu pha gì đâu cho nên đó, không cần phải bán được nhiều không cần phải chạy theo lợi nhuận như là những những người bán hàng xén ở bên ngoài ở trong chùa chúng ta là dành cho các bạn phục vụ cái đó lấy một chút cái lợi nhuận để các bạn đi làm từ thiện để các bạn có cái chỗ sinh hoạt các bạn ấy vui chúng ta nhớ cái điều đó cho nên cái câu hỏi của phật tử này hỏi thì nghĩ là chắc chắn rằng những nhà mà vì lợi nhuận mà thiết kế cái bộ quần áo hở hang và phản cảm như vậy bán tới nơi cửa phật chắc chắn là sẽ có nhân quả không tốt mà người phật tử mà biết ăn mặc cái đồ ở hang bó sát à, không phù hợp với truyền thống phật giáo đến nơi cửa phật như vậy biết mà vẫn cố tình mặc chắc chắn cũng có gì có sẽ chịu cái nhân quả là không tốt à, chúng ta nên để ý là phật tử thuần thành đi chùa thì tốt nhất miền bắc chúng ta nên quần nâu áo vải cũng đừng có mặc lụa là làm gì mặc lụa là tơ lụa nó liên quan tới gì à, mạng sống của vô số những con gì ạ con tầm đó các quý vị cho nên các vị thấy tôi có mặc quần áo lụa là bao giờ đâu. Tôi toàn mặc những quần áo vải bình thường thôi. Có người mang cái bộ cà sa bằng lụa, lụa thật đấy, lụa Hà Đông ấy. Đem may cái bộ cà sa đó rất là đẹp, mang đến cúng tôi ấy. Tôi không nhận, nhưng mà cứ để lại đấy. Để lại đấy tôi có dám mặc đâu, không dám mặc. Và ngày xưa có một số Phật tử quý đem cúng cái bộ quần áo nâu, nâu nhưng mà phải bằng lụa, bằng lụa Hà Đông đấy, nhưng mà nhuộm nâu đi, về quý Thầy cho nên mang đi cúng, Thầy cũng không dám mặc, không bao giờ Thầy mặc. Bộ áo lông Thầy cũng không bao giờ mặc, áo lông, áo da thật cũng không, không bao giờ mặc. Đôi dép đi thì cũng đi đôi dép giả da thôi, nếu đôi dép da thật cũng không đi phật tử chúng ta thì vì cái tình thương, vì cái tình thương yêu chúng sinh, cho nên đó, chúng ta biết đôi dép làm bằng da, da thật đó, tức là da gì da thật đó, thì nó phải từ mạng của chúng sinh gì nó mất, từ mạng của chúng sinh. Cho nên những phật tử nào mang lên cúng cái đôi dép, tôi bảo dép giả da thì tôi đi, dép da thật thì không đi. Cúng áo khoác thì áo khoác bằng lông giả, lông công nghiệp đó, thì có thể còn mặc còn mà lông thú thật đấy không bao giờ tôi mặc ướm vào một cái cho vui xong rồi á ướm vào thì mình cầu nguyện là gì nguyện cái con vật này cái 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 uh, những con vật này đó mất mạng hy sinh cái thân mạng á để gì để có ra tấm áo này tấm áo này đến với tôi là có duyên rồi khoác vào một cái để để cầu nguyện cho họ thôi đó. đọc mấy bên chú vãng sinh cho họ và cởi ra không khoác ở trên mình quá vài phút ướm vào cho người họ cũng giảng họ vui đó. Cho nên là người Phật tử chúng ta nó phải, đặc biệt là tăng ni xuất gia, phải Phật dạy chúng ta phải có lòng từ bi như vậy. Ở trong uh, giới bản của chúng tôi, Đức Phật đã dạy hết rồi. Cho nên cái điều đó thì chúng ta thấy là cũng không nên, Phật tử không nên ăn mặc. À, mặc dù là nâu sòng, mặc dù là vải lam, quần áo lam hoặc quần áo nâu, nhưng mà không nên thêu hoa, lá, cành, rồi chim chóc, muông thú ở trên quần áo, mặc cái đồ đó làm gì. Tất nhiên nó có nhiều cái cách thiết kế khác nhau nhưng mà phải kín đáo, đừng có hở hang và đừng có bó sát quá, đặc biệt là là các Phật tử nữ